Hello my friend, welcome back to my channel. Today đây là play Endgame. First play, Dark Shadow. Dark Shadow is a new update now. Update the tremors. Waiting for loading game. Ok, đây phiên bản Dark Shadow mới update nha các bạn nha. Ok, so play now. Ok, tap to play. Bắn pháo hoa này. Xuống đây. Tiếp theo mình sẽ nhặt ông đã chưa đổ ra đây rồi. Sẽ gảy bẫy cho. Wow. Tiếp tục bắn ông đây. Polisimer này. Ok, mình sẽ nhảy vào nhà. Ok, mình sẽ lên tường. Ok, mở được cửa này. Theo mình sẽ chuyển sang chơi Puppy Bullet Time, Project Bullet Time. Ok, kết nối với máy tính. Waiting for loading game. Sau từ intro game.
tình phong là đỉnh liệt. Zoom mắt nào. Đang đợi người chơi vào, còn thiếu một người chơi nữa các bạn nhé. Đợi một lúc mình chơi nữa các bạn nha. Ok, lát đỉnh kia. Ok, mình sẽ ra chỗ này. Một mình lòng led is a loop. Một mình lòng led đã vào rồi. Bị còn một mình lòng led. Rồi nhiệm vụ là chạm vào cái ống của có con gì.
Ok, đã lên lại. Thế mình sẽ đi dưỡng ngụ ra ngoài kia. Ok, sẽ xuống từ. Okay, đã lấy được cái toi này, mình sẽ đi cho ra ngoài kia. Ok. Cầm cái toy này không chạy nhanh các bạn. Mumi. Đây rồi, cho bạn ơi. Okay, tiếp theo mình sẽ chuyển ra chơi.
Puppy Playtime chủ. Đây, còn cái xì mới xì ra. Sau này ai xúc lên.
Ok, so let's go. Lấy chìa khóa. The baby in the lab. Sẽ lên tầng lấy ngôi sao. Thank you.
So next giờ sử dụng giờ sẽ tốn S. Ok, so next port open ra. Oh, I'm going to go.